Vifast đã bán được bao nhiêu chiếc ô tô điện tại Việt Nam? Tính tổng cộng, đã có khoảng gần 10.000 chiếc xe điện Vifast VF e34 và Vifast VF8 được bàn giao tới tay người tiêu dùng Việt Nam tính kể từ tháng 12 năm 2021 tính cho đến giữa tháng 3 năm 2023. Vifast đã có bản công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2 năm 2023 với 416 ô tô điện Vifast VF8 và Vifast VF e34 được bàn giao cho khách hàng. Cụ thể, hãng xe VinFast đã bàn giao 266 chiếc vifast VF8 và 150 chiếc vifast VF E34 đến tay người tiêu dùng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 thì tổng cộng có 744 chiếc xe điện mang thương hiệu vifast được bán ra ngoài thị trường. Tính rộng hơn thì tổng lượng ô tô điện của vifast đã làm bánh tại Việt Nam gần chạm con mốc 10.000 chiếc chỉ trong vòng hơn một năm, chính xác là 9.487 chiếc xe. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, đây được xem là cột mốc đáng nhớ của vifast khi mà hãng này lần đầu tiên bàn giao 85 xe vifast VF E34 đến tay khách hàng Việt Nam. Kể từ đó cho đến nay, đã có tổng cộng 4.327 chiếc vifast VF E34 được bán ra. Đó là còn chưa tính đến doanh số của 2 tháng là tháng 9 và tháng 10 năm 2022 khi hãng vifast không công bố kết quả kinh doanh để hoàn tất việc chuyển giao hoàn toàn từ xe xăng sang xe, xe điện. Trong khi đó, Vinfast vf 8 được công bố bàn giao từ tháng 9 năm 2022 và đến giữa tháng 3 năm 2023 đã có 5.160 chiếc được bán ra, trong đó có gần 4.300 chiếc được bàn giao vào tháng 12 năm 2022 và cũng là tháng cao điểm nhất về doanh số của Vinfast kể từ khi kinh doanh xe điện. Trên thực tế, trong suốt năm 2022, Vinfast nói riêng và thị trường ô tô Việt Nam nói chung đều gặp phải khó khăn về mặt chuỗi cung ứng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt xe một cách nghiêm trọng để bàn giao cho khách hàng. Người ta kỳ vọng rằng. Doanh số của Vinfast sẽ được thúc đẩy khi mà hãng này chính thức mở bán thêm hai mẫu xe, bao gồm Vinfast VF9 và Vinfast VF5 Plus. Theo kế hoạch được đưa ra, thì Vinfast VF5 Plus sẽ được bàn giao trong tháng 4 năm 2023. Đây là một mẫu xe gầm cao hạng A, được cho là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế cho chiếc Vinfast Fadil, là một mẫu xe từng được xem là vua doanh số của thị trường xe Việt vào năm 2021. Xe có giá bán 458 triệu đồng chưa kèm pin và cộng thêm 80 triệu nếu như muốn kèm pin. Trong khi đó, VFast VF9 được định vị ở phân khúc SUV hạng E cao cấp với hai phiên bản là E0 giá từ 1,491 tỷ đồng và Plus giá từ 1,685 tỷ đồng. Đức Nam, nhịp sống thị trường, Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng liên hệ zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itv.com để biết thêm chi tiết.